Em tự giới thiệu em là Ngô Thanh Xuân, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ai mà tới thành phố muốn liên hệ em quay phim gì đó thì cứ alo em ha. Xin giới thiệu một chút nữa, em làm một dân design, cũng có thể gọi là editor, gọi là chuyên làm phim đó mấy anh chị. Thì em cũng không phải là dược sĩ hay là cũng phải, nếu mà em không có một cái chút gọi là kiến thức về gì gọi về dược lý nha anh chị nha, thì em chia sẻ cho anh chị là một cái câu chuyện em có thật. Thì trong giang hồ có nhiều phái, là phái Thiếu Lâm Nga Mi đúng không ạ? Em là phái hành động ha, em là cứ gặp là nghĩ là làm thôi chứ em không có nghĩ nhiều, em hành động mà. Cho nên là em hay làm những cái video chia sẻ và em đăng những cái bài chia sẻ về men. Tại vì từ khi mà em học men được mấy em 2 buổi đầu anh chị, là em tự sửa cái đồ thai của em thành gọi là chùm men của anh chị. Nó em thấy nó quá hay, nó quá hiệu quả, thì và bản thân em cũng trải nghiệm rồi. Em có một lần chia sẻ với anh chị cái kinh nghiệm mà em đi đàn ông mà anh chị đi hay đi giao tiếp hay đi nhậu nhẹt đâu đó, em nhậu về cái em bị ói quá mà không sao bị em bị đau bụng luôn, là em nặng bụng mà ăn không được mà uống không được, mà kiểu như đi đất không được, cũng hên đó, lắc lên gôn về đó anh chị, lắc lên gôn là đây là anh chị, chắc là chạy cái em đang mặc não cho mọi người thấy đó, em nóc vô cho 2 gói đó, sau rồi em ăn thêm tới buổi trưa em nhai một viên Leo nữa, tối em về một rắc. Tối là tới buổi chiều lại cái bụng em dịu dịu rồi, tối em làm một gói rồi, hôm sau hết em hết hẳn rồi chị. Đó là những cái trải nghiệm thật của em thôi đó. Thì có một lần em, tại vì em là em học trong quá trình em học em làm dựng phim mà, thì em làm với một vài bạn đồng nghiệp, có một bạn nó hỏi em là Xuân ơi, tao thấy mày bữa mày có chia sẻ cái men gì gì đó, nó kêu nó mà nó kêu em á, nó kêu ra ngoài nó nhỏ nha anh chị, bụng dạ mà cái không biết cái gì mà nó nhỏ nhỏ, em cũng ra theo bữa ta thấy chia sẻ là mày bán men vi sinh hay men tiêu hóa gì đó, thì em khẳng định ê, ê tao tao không có bán men tiêu hóa nha, tao là men vi sinh, khẳng định là lần nữa mày tao là men vi sinh lành tính à, men tiêu hóa mày sử dụng á, là mày phải sử dụng men tiêu hóa, mày phải uống thêm thuốc tây nữa mày mới hết, mà chưa chắc bị xong xong mày uống xong mày hết nữa, còn tao là men vi sinh lành tính không có bị gì hết đó. Em mới nói tới nó mới nói là rồi 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 tao biết rồi, mình bây giờ chớ nhỏ thôi chứ cái chuyện này nó lớn kỳ mày cướp rồi. Em mới hỏi nó chứ vụ này bị cái gì, mày bị cái gì mà kêu kỳ, nó là tao mình biết dân editor ngồi văn phòng ngồi lâu á, ngồi anh chị cũng biết kiểu mình ai mình làm hay mà kiểu ngồi lâu á anh chị, ngồi lâu là cái bụng nó hay bị khó chịu lắm, nó nặng bụng mà nó đi không được anh chị. Mình cứ ăn vô không có hoạt động trong người, máu máu mỡ lưu máu không có lưu thông, mỡ không có chảy ra ngoài á, kiểu vậy đó. Thì dân editor là ngồi lâu hơn cả dân văn phòng nữa, tại anh chị biết là một cái timeline ngồi làm nhiều khi 8 tiếng chưa xong đó, cái tao mới nói tao bị đau bụng vậy đó, mình bụng mấy ngày nay thì thôi không ăn rồi 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 tao mới rồi 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 y chang tao bữa luôn, tao bị y chang luôn. Bây giờ vậy nè em, mà chùm men mà anh chị đi đâu em, bây giờ ngày xưa các bạn bạn đồng hành của em á, nó lúc nào cũng có điện thoại, là lúc nào cũng có điện thoại đó anh chị, bây giờ á là đi đâu là em cũng lắc lingon cầm theo trong người, bio rồi cầm theo trong người hết, bỏ trong giỏ bỏ trong cặp đó. Em mới dừng đợi tao một chút xíu, em vô lấy cái giỏ này, em xách cho nó 3 gói, em xách cho nó 1 vỉ 6 viên luôn, em chơi sang luôn cho 1 vỉ 6 viên đó. Bây giờ như nè, mày nghe lời tao, sáng ngủ 2 gói, tới buổi trưa mày nhà mày nhai mày nghiền nát mày ngậm cũng được, mày nhai cũng được, mày nghiền nát cũng được, mày bỏ mày nhai, tới buổi tối tắt cho tao gói nữa, ngày hôm sau mày không hết mày xử tao đó, tham việc của mày tao làm luôn đó. Cái em không có nói gì nhiều anh chị, tại em đâu em nói gì là em không có gần dược lý, em chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm và em trải nghiệm thật thôi. Em mới nói cho nó bây giờ mày nói mày nghe là tao làm vậy đó. Cái ngày tới ngày hôm sau đó anh chị, nó vô mà cái mặt nó tươi cười rạng rỡ ra, cái mặt nó thoải mái, trời ơi cảm ơn mày nhỏ xinh, mày hay quá, mày làm gì mày hay vậy, ủa mày đi học dược mày ta thấy mày ngồi tới nhà mày làm phim với tao không mà mày học dược lý nào hay vậy, trời tao học dược lý là tao chẳng qua tao xài rồi, tao sử dụng rồi đó, tao sử dụng rồi mà tao bị rồi luôn, nên tao chia sẻ cho mày, tao thấy trường hợp mày y chang như tao, tao chia sẻ lại thôi. Cái em nói là hay quá, mày giúp tao đi, mày giúp tao cho tao cái giống 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 mày đi. Cái em mới nói với nó, mày thứ nhất á, là mày làm nhiều cho nên là mỗi ngày mình phải hoạt động một chút xíu, sáng sớm mình phải ra mồ hôi, mình làm lâu lâu mình cũng đứng dậy gì đó. Còn cái thứ hai á, ta nói mày ngoài cái bộ não mình ra thì cái bụng á là cái hoạt động liên tục, tại sao người ta bổ như là ăn có cái câu là ăn cái gì bổ đó đúng không anh chị, ăn ốc heo bổ não mà đâu có ai mà ăn lòng mà bổ bụng đâu đó, cho nên mày phải kiếm tao
Mày muốn cái bụng mày là tốt không, phải kiếm tao mua men vi sinh, của tao đó, tao giới thiệu cho ăn men vi sinh bổ bụng. Anh dặn nó, em dặn nói gì anh chị, ăn ốc heo thì ăn ốc heo bổ não đúng không, nhưng mà ăn ăn men thì nhớ bổ 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 cái bụng của mày, bụng hoạt động liên tục mà. Mày uống mày cũng thở, uống mày mày thở ra đúng không, mày cũng sử sử dụng cái bụng mà ăn ăn khi ăn khi uống nước cái bụng cũng co co thắt, mà ăn cái bụng cũng co thắt. Mà tại sao một ngày mày ăn quá nhiều vậy, sáng ăn sáng, trưa ăn trưa, chiều ăn chiều, trưa để một ngày uống nước ngọt, uống nước cơ ga, uống Red Bull, uống cà phê, rồi đi thậm chí đi Highland uống trà sữa nữa, quá nhiều đi, nhưng mà không có ai mà chú ý tới là cái bụng, gọi là cái bụng là một cái hoạt động, một cái cơ, một cái đường ruột, là cái cơ thể của mình nó hoạt động song song với cái bộ não vậy. Đâu ai chú ý tới đó đâu, em nói gì đó, mày có bao giờ mày chú ý tới cái chuyện đó đâu đúng không? Đó, cho nên nhớ là tao ăn ốc heo thì bổ não, nhưng mà ăn men thì của tao thì bổ bụng. Bây giờ hết từ cho tôi, em tặng cho nó nữa rồi cái sao bị sáu viên luôn, là cái ngày em sau về em lấy cho nó 2 hộp, nó lấy em lấy cho nó 2 hộp nó sử dụng luôn chị. Thì tao nói bây giờ đó, nhóm nhóm của mình trong 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 gọi là đi học chung làm chung gì đó, thì bị những cái chuyện bụng dạ không có được cái chuyện khó nói gì đâu. Tức không phải nó phải là cái chuyện khó nói gì hết, bụng là một ngày mình ăn rất là nhiều, mình ăn nhiều mình phải đi ra, mình ăn nhiều phải đi ra, đó không phải là cái chuyện khó nói gì hết. Cho nên bị cứ hỏi là người nhà mày có bị gì đó cũng liên hệ tao luôn, tao giúp cho. Tại vì tao bị rồi, tao sử dụng rồi, mày bị rồi, mày cũng sử dụng rồi, và mày cũng thấy hay rồi đúng không? Thì mày chia sẻ những kinh nghiệm này cho người nhà của mày, cho bạn của mày, giúp tao đúng không? Mình có giá trị gì mình cứ đi chia sẻ, mình chia sẻ càng nhiều có nghĩa là mình giúp đỡ được càng nhiều người, chứ đâu phải ra được mình cho tiền mấy cái người ăn xin là mình chia sẻ chia sẻ giá trị đâu. Mình có cái giá trị hay, mình thấy cái gì hay mình chia sẻ cho người ta là mình có giá trị đúng không anh chị, đúng không? Cái bụng bởi em nói là cái, bởi khi mà em học men rồi em khoái lắm chị, tự nhiên yêu men kinh khủng. Em là nhân gọi là ngồi nhiều, em làm em hoạt động trí não cũng nhiều đó. Em là hay ăn cái kiểu mà sữa ốc chó đó anh chị đó, thì rồi em gọi là bổ não trí óc rồi đó, cái kiểu em dễ thích hơn bạn không, suy nghĩ nhiều quá đó, cho nên là em giờ em bổ, bây giờ cái đầu là ok rồi, giờ bổ thêm cái bụng nữa, bụng phải ok, mình hoạt động với cả ngày liên tục, có người mình thoải mái, khi mà có người mình thoải mái mình sẽ làm được rất là nhiều, làm việc được rất là nhiều chuyện, mình không bị vướng với chuyện gì, lỡ như mình đang làm cái gì đó mà mình đau bụng nó khó chịu lắm chị đó. Còn em còn nhiều mẫu câu chuyện hay lắm, nhưng mà chắc là em nói nhiều là sợ hết 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 thời gian của timeline của mọi người, cho nên em chia sẻ một mẫu chuyện thôi anh chị.